lấy cái túi đấy và đưa mà. Và nói không lấy thì thôi, không phải thắc mắc, không nói lấy kệ nó. Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính đỉnh lễ Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Làng Yên Duyệt. Kính thưa các ông bà đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tốt Động, kính thưa toàn thể các cụ công, các bà và toàn thể nhân dân. Thầy chùa pháp danh là Thích Duy Sơn, trụ trì các chùa ở khu vực Thanh Oai, hiện đang là giảng viên ở các trường Phật học Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội. Hôm nay được biết đến thông qua chỗ gia đình bác Hữu Tài là người con của Phương để về đây có cái đôi lời chúc mừng và thắp hương lễ thánh. Lời đầu tiên xin được gửi lời kính chúc sức khỏe bình an và chúc đêm văn nghệ của chúng ta được thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, như các lời phát biểu của các vị chúng ta đã biết, ở nơi đây là làng Yên Duyệt. Yên tức là cuộc sống bình yên, duyệt tức là vui vẻ, yên duyệt tức là các cụ ngày xưa mong muốn địa phương của chúng ta có cuộc sống yên bình và luôn luôn hạnh phúc an vui. Đặc biệt hơn, ở địa phương của chúng ta có ngôi đình thờ Đức Tướng của Lê Lợi tham gia kháng chiến chống giặc Minh. Chúng ta được biết rằng nếu mà không có Lê Lợi tham gia và đánh đuổi giặc Minh thì nhân dân Việt Nam ta lúc này có thể gặp nhau, chào nhau là ní hảo hết rồi, chứ không phải là xin chào nữa. Bởi vì trong vòng 27 năm đô hộ thuộc Minh, nhà Trần bị nhà Hồ chiếm ngôi, và sau hết thời nhà Hồ bị giặc Minh xâm lược, đem toàn bộ văn thư và văn vật của Việt Nam sang thành Nam Kinh. Cho nên là họ muốn đồng hóa đất nước Việt Nam để thể hiện tinh thần tự tôn và độc lập dân tộc. Lúc bấy giờ Lê Lợi đã phất cờ khởi nghĩa để chống giặc Minh xâm lược. Trong các trận kháng chiến chống giặc xâm lược thì có ngài Lý Triện, cũng là một vị tướng giỏi của Lê Lợi bấy giờ, người quê gốc Thanh Hóa. Ngài đã chỉ đạo một đội quân từ 5.000 cho tới 10.000 quân đội tham gia cái trận kháng chiến Tốt Động, Trúc Động rất lớn mà Nguyễn Trãi đã từng viết là thây chết đầy nội nhơ để ngàn năm. Cái trận Tốt Động, xác giặc Minh chất đầy cả cánh đồng. Nếu không có những cuộc kháng chiến đó, có những tấm gương hy sinh của những bậc anh hùng như Đức Lý Triện, thì chúng ta bây giờ không phải là có cái chữ độc lập tự do, không nói tiếng Việt này nữa mà nói tiếng Tàu hết rồi. Mà nhờ cái phúc ấm của Lê Lợi, đất nước Việt Nam của chúng ta được độc lập hòa bình hơn 400 năm và triều Lê hơn 400 năm. Và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta từ năm 1945 đã đánh đổ thực dân Pháp và đế quốc Nhật. Và lúc đó chúng ta đã đem lại hòa bình độc lập thật sự. Thì chắc chắn rằng phúc ấm của chế độ cộng sản của chúng ta chắc chắn cũng sẽ còn lâu dài. Triều Lê là cũng đã tồn tại 4.400 năm. Vì thế nên là có cái công đối với quốc gia dân tộc. Với những cái tinh thần như vậy, truyền thống Việt Nam là thường có một ngôi đình để thờ cúng các anh hùng dân tộc. Ngôi đình làng ấy, ngày xưa nó là trụ sở ủy ban nhân dân cấp thôn. Tất cả các công việc thu thuế, thu má, rồi giải quyết các công vụ địa phương là người ta ra đình làng để giải quyết các công việc hành chính của địa phương. Trên thì thờ cúng Đức Thành Hoàng Làng, dưới là các việc của dân được giải quyết, là một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Ở giữa đình làng, giữa đình chung là một cái nơi thiêng liêng thờ cúng Đức Thành Hoàng Làng để các cụ tiên chỉ cao tuổi, đến cái tuổi lên lão là phải ra đình làng để cáo yết thánh và tạ ơn thánh. Đình làng ấy, quan trọng hơn cả về góc độ tâm linh là có Đức Thành Hoàng Làng. Ngài lúc sống thì là một vị võ tướng, còn khi thác đi các ngài lại là âm thần để bảo vệ con dân về đường âm, gọi là âm thần. Đặc biệt Đức Thánh Lý Triện ở nơi đây, tên đầy đủ của cụ là phải dòng họ là họ Lý, nhưng sau này vì có công giúp vua Lê cho nên trong sử sách cũng có tên gọi khác là Lê Triện, được đổi quốc tính, được đặt quốc tính, tức là vua đặt tên họ cho, đặt tên họ là họ Lê, chứ cụ tên gốc thì là họ Lý. Nhưng mà các cái bản sắc phong bằng Hán tự còn lưu lại thì đều ghi là Lê Triện. Đây là một cái vinh dự của những vị tướng mà có công phù vua cho nên được đổi họ để thể hiện sự vinh dự. Nên chúng ta gọi là Lý Triện cũng đúng mà Lê Triện cũng có sách nói như vậy. Đây là một cái thông tin để chúng ta biết rằng lúc sinh tiền các ngài là những vị tướng được vua ủng hộ đặt cho quốc tính, đặt cho dòng họ. Theo như các cụ ở đây cho biết, ở địa phương làng của chúng ta, đình làng có hơn 50 đạo sắc phong, hơn 50 đạo sắc của các triều đại để sắc phong tôn vinh ngài. Những đạo sắc phong bằng chữ Hán, nhưng tiếc thay vào khoảng 553-54 dưới thời kỳ giải phóng chống Pháp thì địa phương của chúng ta đình bị đốt cháy, cho nên các đạo sắc phong đó đã bị mất. Bây giờ đang phục chế lại một vài cái đạo sắc phong, và sắc phong chính là một trong những tín vật để khẳng định vị chính thần đó được nhân dân tôn thờ lâu năm, có giá trị linh hồn, hồn cốt của một ngôi đình. Nó là đạo sắc phong, là thần tích. Nếu không có đạo sắc phong thì vị thành hoàng làng đó lai lịch cũng chưa được rõ ràng. Nhưng ở đây chúng ta khẳng định hơn 54 đạo sắc phong của các cụ làng nhà ta từ xưa truyền lại, thể hiện Đức Thành Hoàng làng là có bề dày truyền thống lịch sử 596 năm. 100 năm trước thì ta chưa có, mà 100 năm sau có cũng như không. Nếu người bình thường không có công lao với người đời, chết 100 năm sau chúng ta không ai biết nhớ đến tên mình cả. Và 100 năm trước thì ta chưa sinh, mà 100 năm sau thì ta sinh ra thì có khi không còn mấy người nhớ, cùng lắm con cháu làm dỗ thôi. Bởi vì chúng ta đóng góp chưa có nhiều cho xã hội. Nhưng những anh hùng dân tộc như Đức Lý Triện nơi đây là có công đóng góp cho dân tộc. Nên thưa quý vị, 596 năm là một quãng thời gian rất dài đối với những người bình thường, cuộc đời người. Thì chúng ta thấy đây là một cơ hội chúng ta ôn lại lịch sử của Đức Thành Hoàng làng thông qua việc tổ chức lễ hội là ngày giỗ, chính giỗ của ngài. Theo như các cụ nói, khi ngài cưỡi ngựa qua đây, qua cái dòng sông gặp bà cụ bán nước, thì bảo ta có thể sống được không? Cụ bảo nếu ngài bị thương như thế này thì chỉ có người rời mới sống được. Sau đó thì ngài liền thác hóa. Vì ngài thác hóa ở đâu cho nên linh thần sẽ hiển linh ở đấy. Và được dân làng Yên Duyệt của chúng ta gần 600 năm thờ cúng ở một cái ngôi đình làng. Chính vì thế ngôi đình là một cái nơi mạch đất thiêng giữ gìn cho cái địa linh, và từ địa linh mới sinh ra nhân kiệt. Đất có linh thiêng thì mới sinh ra được người tài. Nên đình làng cần luôn phải ấm cái hơi hương khói. Các cụ ông ban chấp hành phải giữ gìn những cái truyền thống tế lễ, hàng năm phải cúng, phải lễ vào những ngày giỗ, ngày sinh của ngài. Dân làng ai có việc gì là phải đến đình làng, chùa làng khấn lễ và cầu nguyện. Việc hiếu, việc hỉ cũng phải cáo yết. Nhưng đặc biệt nhà ai có người chết là người ta kiêng không đi vào trong đình. Những nhà có người mất, mới mất thì là họ kiêng không vào trong cái chính cung của đình. Đây là những cái tục lệ để thể hiện sự tôn kính ấy, thì các nơi người ta còn kiêng không gọi tên, chính tên của ngài. Ví dụ như là ngài là Lý Triện chẳng hạn, người ta không gọi thẳng tên như vậy. Đây là tên húy của thánh, người ta họ gọi trại nữa đi chứ không gọi trực tiếp là tên. Nên là chúng ta hạn chế gọi những cái tên trực tiếp. Thậm chí có người trong nhà ấy, không đặt tên con của mình, con cái tên của người trong nhà, không đặt tên của Đức Thành Hoàng làng. Đây là một trong những cái điều gọi là húy kỵ, là phải kiêng. Nó thể hiện sự tôn trọng, tôn kính Đức Thành Hoàng làng. Kính thưa quý vị, Ngôi đình là cái nơi đại biểu cho tấm lòng chung, chung với đảng, hiếu với dân. Đấy gọi là trung thành. Và ban thờ Tư Gia của chúng ta đại biểu cho sự hiếu. Nhà ai cũng có ban thờ gia tiên, thờ tổ tiên là đại biểu chữ hiếu. Hiếu với gia tiên, hiếu với cha mẹ. Cái ngôi đình là cái nơi đại biểu cho tấm trung thành của bề tôi với quốc gia, bề tôi với dân tộc. Do đó mọi người giữ gìn cái ngôi đình, phát huy tinh thần thờ cúng, tưởng nhớ người xưa lại là một cái cơ sở giáo dục rất tốt. Và rất mong mọi người chúng ta giữ gìn được cái tinh thần này. Xin cảm ơn các quý vị đã cho thời gian. Mà mọi người chắc là muốn nghe hát thì nhiều hơn. Xin cảm ơn. Thì trước nhất thì có khi tôi xin hát một bài. Xin mọi người vỗ tay cho cái bài Niềm An Vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thành đạm dưa cả. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi xa bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta. Thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta quá bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thánh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi rất tan não phiền, xa néo mê danh lợi sắc tài. Làm thân tâm mận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về bờ giác an vui. Xin phép gọi là qua mặt các nghệ sĩ một tí, các vị thông cảm. Xin cảm ơn Đại Đức Thích Duy Sơn đã gửi tới cho chúng ta một bài hát hết sức là có chiều sâu và làm cho chúng ta có thể là an vui hơn, đúng không ạ, trong cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ thì xin được giữ lại Đại Đức Thích Duy Sơn và xin được mời một số các vị đại biểu phía dưới. Chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu và nhận những bó hoa tươi thắm từ chính quyền địa phương xã thay cho lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời thạc sĩ Đỗ Thị Khánh Ly lên sân khấu ạ. Xin được kính mời bà Nguyễn Thùy Dương, nhà sáng lập Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, đại diện cho nhà tài trợ lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời Á hậu Trần Khánh Nhi và xin được trân trọng và kính mời bà Thái Lan Hương ạ. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các lãnh đạo xã của chúng ta lên sân khấu để trao những bó hoa tươi thắm đến cho các vị khách mời. Xin trân trọng kính mời ông Trịnh Văn Cường, ông Nguyễn Văn Hùng, ông Nguyễn Văn Luật, ông Đặng Đình Sơn và ông Nguyễn Văn Luật. Chúng ta sẽ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ mà cũng sẽ đắm chìm trong âm nhạc để chúng ta phấn chấn hơn trong công việc của chúng ta nha. Rồi một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa dành cho các nhà tài trợ, những người đã hỗ trợ cho chúng ta có chương trình âm nhạc tối nay ạ.